Xin được chuyển sang một nội dung khác. Anh Nguyễn Tùng này, có một bài toán lớp 2 như thế này, Quỳnh Chi sẽ đọc để cho anh Tùng có thể tìm lời giải nhé. Trên tàu thủy có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước, hỏi tuổi của ông thuyền trưởng là bao nhiêu tuổi? Nhưng mà như câu hỏi mà Quỳnh Chi vừa đọc ra thì tôi cảm thấy cái dữ liệu và cái câu hỏi của bài toán này rất là thiếu liên quan. Vậy là tôi nghĩ không phải là học sinh lớp 2 mà ngay cả người lớn với một câu hỏi mang tính chất đánh đố này thì khó có thể có câu trả lời được. Vâng, có rất nhiều người cũng đã đồng tình với ý kiến của anh Nguyễn Tùng. Có một số người thì cho đây là một câu trả lời có vẻ như là chỉ là trò đùa vui trên mạng của một số người thôi. Và thậm chí thì có một số người có phản ứng tiêu cực hơn thì lại cho rằng đây tiếp tục là một hạt sạn lớn của những cuốn sách viết vội và không được kiểm duyệt. Bởi chỉ trong một thời gian ngắn gần đây thôi thì chúng ta cũng đã gặp phải không ít những cuốn sách chứa đầy sai sót. Nhưng trên thực tế thì không hẳn là như vậy. Như vậy là ý Quỳnh Chi là đề toán này là không có gì sai đúng không? Thế vậy thì câu trả lời là gì? Và tôi nghĩ là không chỉ tôi mà rất nhiều khán giả khác cũng đang móng lòng muốn biết là đáp án là gì. Bởi vì bài chỉ đưa dữ liệu về cừu nhưng lại nói về thuyền trưởng dường như là rất vô lý. Vâng, câu trả lời và những câu chuyện xung quanh đề toán này sẽ được giải đáp ngay trong phần sau của chương trình. Và điều đặc biệt là câu trả lời này sẽ đưa đến cho anh Nguyễn Tùng cùng quý vị khán giả ở chính lời của tác giả đề toán này. Và trước khi gặp gỡ với nhân vật này thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một người bạn đồng hành của chúng tôi. Và đó chính là biên tập viên Linh Đan đang có mặt tại trường quay VTC14 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào biên tập viên Linh Đan. Vâng, xin được chào biên tập viên Quỳnh Chi và biên tập viên Nguyễn Tùng và xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, là đúng là trên tay tôi đây đang cầm quyển sách với đề toán gây tranh cãi những ngày vừa qua. Và bây giờ đây thì tôi xin được đọc lại đề toán này để mọi người cùng nắm rõ hơn. Trên tàu thủy có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước, hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi. Và trước khi mà chúng ta đi sâu và tìm hiểu thêm về câu hỏi và đề toán này, thì Linh Đan muốn được hỏi hai biên tập viên của chúng ta là hai anh chị đã có suy nghĩ nào như thế nào khi mà lần đầu tiên tiếp xúc với đề toán này ạ? Vâng, bản thân tôi thì khi mới đọc đề toán này thì cho rằng đây là sai sót của tác giả. Và điều này cũng không có gì là lạ bởi trong thời gian gần đây thì có rất nhiều những loại sách tham khảo được phản ánh có nội dung chưa phù hợp, sai chính tả và thậm chí là sai sót về kiến thức. Theo tôi thì với một đề toán như này thì các dữ liệu đưa ra là về số lượng cừu ở trên thuyền. Với các dữ liệu đó thì thông thường chúng ta sẽ hỏi là trên thuyền còn lại bao nhiêu con cừu chứ không giống như đề toán đã đưa ra. Vâng, tuy không nằm trong chương trình giáo dục chính thức, tuy nhiên thì những cuốn sách tham khảo lại đóng một vai trò rất quan trọng trong việc có thể cung cấp thêm những thông tin kiến thức đối với học sinh. Vậy nên những việc xuất hiện những cuốn sách có những sai sót, những tạo nên phản cảm trong thời gian qua đã khiến cho nhiều bậc phụ huynh không khỏi bức xúc. Và trong một trường hợp như thế này, để làm rõ vấn đề, tốt nhất là chúng ta hãy để chính tác giả của đề toán gây tranh cãi này lên tiếng. Biết đâu tác giả lại có chủ ý gì ở đằng sau. Và không để quý vị khán giả phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Linh Đan tại Thành phố Hồ Chí Minh, gặp gỡ với tác giả. Xin mời biên tập viên Linh Đan. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với một đề toán mà dữ liệu một đằng nhưng câu hỏi đặt ra thì lại một nẻo, chắc hẳn là đã gây khó chịu cho người đọc rất là nhiều. Và chắc hẳn ai cũng biết rõ một điều là làm thế nào mà có thể tìm ra được số tuổi của vị thuyền trưởng này. Tuy nhiên trên thực tế thì đây là một bài toán nghiêm túc và tác giả của bài toán này chính là nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực, nguyên trưởng bộ môn phương pháp dạy toán tiểu học của trường Đại học Sài Gòn. Vâng, xin được chào thầy Phạm Đình Thực, và mặc dù là chưa được từng nghe bất kỳ một bài giảng nào của thầy nhưng cũng xin phép thầy cho em xưng hô như thế. Và thưa thầy là quả thực thì bản thân em, ngay cả bản thân em khi mà lần đầu tiên đọc về cái đề toán này cũng không tránh khỏi cảm giác hoang mang và lo lắng. Vậy thầy, và đây cũng là tâm lý chung của rất là nhiều quý vị khán giả. Vậy bây giờ thầy có thể chia sẻ một vài thông tin như là đề toán này với cách giải như thế nào và đáp án của nó ra sao để mọi người cùng nắm được không ạ? Vâng, thưa các bạn, đề toán này ở nước ta thì là đề toán lạ, chứ còn ở các nước là bình thường. Cái đáp án của nó thì rất đơn giản thôi. Trẻ con phải đọc toàn bộ đề toán và sau đó kết luận là đề toán này ra sai vì câu hỏi không có phù hợp với lại sự kiện. Dạ vâng. Thế nếu mà trẻ em trả lời nói là đề toán này là sai, tức là đã giải bài toán đúng. Còn em nào mà lại nghĩ rằng bài toán này đúng và giải tìm ra đáp số thì tức là đã giải bài toán này sai. Ta cần phân biệt đề toán và bài toán.
Dạ vâng, và có thể nói đây là một đáp án hy hữu nhất trong các đề toán từ trước đến nay đúng không ạ? Thế nhưng mà thầy có thể nhận định một điều rằng là khi mà đọc qua một cái đề toán như vậy thì chắc hẳn là bất kỳ ai đọc qua cũng sẽ có cái đáp án giống như thầy vừa nêu ra. Thế nhưng mà mọi người có đủ tự tin để khẳng định đáp án của mình là đáp án đúng hay không mà thôi. Và thầy cũng có thể thấy là với cái đề toán như thế này thì chắc hẳn người ra đề và tác giả là chính là thầy đây cũng có dụng ý riêng của mình. Vậy thầy có thể nói cho tất cả mọi người cùng biết là xuất xứ của bài toán này ra sao, và khi mà ra cái đề toán này thì thầy có chú ý gì không ạ? Về chủ ý của tôi thì thế này, tôi vẫn cứ ngẫm nghĩ là cái nền giáo dục của chúng ta có một nguyên tắc là trong sách giáo khoa là cái gì cũng phải đúng. Thế tôi mới nghĩ, tôi bảo nữa, nếu như chúng ta chỉ đem những cái điều đúng, những cái điều chính diện, những cái điều tích cực ra chúng ta dạy trẻ em thì sẽ dễ dàng làm cho nền giáo dục của chúng ta trở thành một nền giáo dục không có sức đề kháng. Sẽ đào tạo nên một cái lớp trẻ chưa được chích ngừa. Tại vì khi có vi trùng vào là nó không có đề kháng được. Thế còn muốn có sức đề kháng thì phải làm quen với vi trùng. Và quen này là có ý định. Thế và như vậy chúng ta cần phải dạy trẻ em, đưa vào sách giáo khoa những cái điều mà không đúng, phản diện. Thế rồi thì là tiêu cực, để các em nó nhận định, từ đó nó mới có được cái đề kháng, sức đề kháng. Dạ. Nó mới nhận định đúng sai, từ đó nó mới tạo ra cái sức đề kháng trong cuộc sống sau này được. Đấy, thế thì trên cơ sở đó thì tôi mới nghĩ rằng là bây giờ cần các nước nó dám đưa ra những cái đề toán kiểu như vậy, xong mình không dám ra. Thế thì tôi mạnh dạn tôi đưa ra, và tôi rất là hoan nghênh là nhà sách Hồng Ân đã mạnh dạn đưa cái đây, cho xuất bản, giúp đỡ tôi xuất bản cuốn sách này. Dạ vâng, em cũng rất là đồng ý với thầy trong cái suy nghĩ là hiện nay là các bạn học sinh và cả các bậc phụ huynh và các giáo viên của chúng ta nữa đều có một cái thói quen, đó chính là sách giáo khoa phải chính xác. Nếu như mà có gì sai về cái mặt nội dung thì sẽ có cái phần đính chính đi kèm trong bộ sách giáo khoa đó, hoặc là thầy cô sẽ phải cập nhật cho học sinh sớm, biết càng sớm càng tốt. Và cũng chính cái điều đó mà chúng ta có thể, và cũng chính từ cái đề toán của thầy thì chúng ta có một cái vấn đề lớn hơn để có thể bàn bạc ở đây, là có ý kiến đã cho rằng chính cái cách giáo dục như vậy ở các trường đã làm góp phần làm phần nào bào mòn đi và làm giảm đi cái khả năng tư duy độc lập và cái năng lực phản biện của các bạn học sinh. Vậy thì cái vấn đề này thì thầy chia sẻ riêng ý kiến của thầy như thế nào? Vâng, thì tôi thấy là ý kiến của bạn rất là chính xác, rất là đúng. Cái lối mà mình chỉ dạy những cái đúng, những cái chính diện, những cái tích cực thì bào mòn những cái khả năng tư duy, làm cho trẻ cái tư duy không tạo ra, là không làm cho trẻ có được cái tư duy mềm dẻo và linh hoạt. Cái gì cũng có sẵn đầy đủ hết và tốt đẹp hết. Thế thì cái đề toán này của tôi là tôi ra nó có vấn đề về câu hỏi. Thế nhưng mà có rất thể có những cái đề toán mà không có dữ kiện. Mà tôi nói những điều này thì nhiều người ngạc nhiên, có đề toán mà không có dữ kiện thì làm sao làm? Tôi xin lấy ví dụ, các nước người ta ra nhiều lắm. Đây cho một có bài toán như sau: tính diện tích tam giác, chấm hết, không có gì nữa. Thế thì Việt Nam mình sẽ nói là ô anh diện tích tam giác thì phải có lấy đáy thì nhân chiều cao, anh phải cho đáy cho chiều cao chứ, không có đáy chiều cao làm sao tính? Thế mà vẫn tính được, trẻ phải tự suy nghĩ. Thế giờ không có đáy, không có chiều cao, nhưng có cái hình vẽ đấy, mình có cái thước không? Có cái thước thì đo cái đáy đi xem nó dài bao nhiêu, nó lấy số liệu. Thế đã có chiều cao chưa? Chưa có thì lấy cái ke vẽ đi, vẽ cái chiều cao vào, vẽ xong thì lấy thước đo. Dạ vâng. Ra chiều cao nó dài bao nhiêu, đấy là dữ kiện. Trẻ phải tự tìm dữ kiện chứ không phải là chỉ có tìm đáp số. Vâng. Thế thì sau đó trẻ làm như thế, có phải là trẻ tư duy nó mềm, trẻ tự nó làm. Đấy. Vậy là cái cách của mình là sẽ hướng đến là đưa ra những cái đề toán mở đúng không ạ? Dạ. Và sẵn tiện mình đang nói về cái việc là đưa ra những cái đề mở trong môn toán học và môn ngữ văn thì cũng có một cái vấn đề như thế này mà dư luận những ngày gần đây cũng bàn bạc và tranh cãi rất là nhiều, đó chính là cách ra đề mở của các nhà làm giáo dục. Ví dụ như là trong kỳ thi trung học, tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, cũng như là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của một vài tỉnh thành, thì chúng ta cũng thấy là trong những cái đề thi đó có cái phần
đề mở trong là đưa cái vấn đề biển đảo vào trong đề thi. Và một cái điều rất là đáng mừng ở đây là các bạn thí sinh, một vài bạn đã đạt được điểm tuyệt đối, trong cái đề thi này, trong cái câu hỏi đó, mặc dù đây là câu hỏi tự luận. Vậy thì thầy đánh giá như thế nào về cái khả năng tư duy phản biện của các bạn học sinh Việt Nam hiện nay? Cái khuyến khích các em học sinh, khuyến khích lớp trẻ phản biện là một điều tôi rất mong mỏi. Trong nền giáo dục của chúng ta, và tôi muốn nó trở thành một chuyện bình thường. Chứ hiện nay thì có một cái mặc định là thế này, sách giáo khoa là phải đúng, thầy cô giáo nói là phải đúng, ở gia đình thì cha mẹ nói là phải đúng. Không, không nên bắt trẻ con mặc định với trẻ như vậy. Thầy giáo, cô giáo có thể nói sai, cha mẹ nói có thể nói sai. Khi nói sai thì mà trẻ con nó phát hiện ra đó. Nó nói là thầy nói sai, chỗ này sai, vì do lý do thế này. Mẹ nói sai, vì lý do thế này. Thế nếu mà nó nói đúng thì mình phải hoan nghênh, mình phải khen thưởng, chứ không phải là mình lại bảo nó vô lễ. Đấy, thế thì tôi lấy ví dụ ở trong đời dạy học của tôi này. Cái năm đó là năm 90, tôi thì dạy lớp 4 ở trường tiểu học Hồ Thị Kỷ, quận 10. Thế tôi kiểm tra bài cũ thì tôi mới hỏi các em cách nhân hai phân số. Thế nó bảo là nhân tử số với tử số, mẫu số, mẫu số, và tốt. Giờ muốn chia hai phân số làm thế nào? Thì một em nó đứng lên rồi: thưa thầy, em lấy tử số chia tử số, mẫu số chia mẫu số. Mà tôi giật thót cả người. Dạ vâng. Tôi giật bắn cả người. Tôi mới la, tôi bảo: oai, nhân phân số khác chứ, chia phân số khác, sao con lại làm giống nhau ấy? Đấy, con chưa thuộc bài nhá, thầy trách con đấy, phê phán. Thầy của trách con phải thuộc bài. Không khó là thầy phạt đấy. Nào ngờ về nhà tôi mới ngẫm nghĩ, thôi chết rồi, trẻ con nó nói đúng. Đây, tôi lấy ví dụ đây. 10 phần 8 chia 2 phần 4. Nếu như làm như các cháu là lấy tử chia tử, là lấy 10 chia 2, 8 chia 2, thì được phân số 5 phần 2. Còn làm như sách giáo khoa, tức là lấy nhân phân số đảo ngược, tức là lấy tử này nhân với mẫu kia, thì ta sẽ được 10 nhân 4 chia 8 nhân 2 bằng 40 phần 16, thì nó cũng bằng 5 phần 2 thôi. Tôi lấy một ví dụ đơn giản để cho các bạn dễ thấy, chứ còn thì tất cả các trường hợp là chia là được. Chia tử cho tử, mẫu cho mẫu. Như vậy. Thế tôi mới bảo là trời ơi, mình sai quá. Thì tôi hôm sau tôi xin lỗi cháu và tôi tặng cho cháu hai quyển sách tôi viết. Dạ, tôi cảm ơn tặng các cháu. Dạ, như vậy là chúng ta có thể thấy là mặc dù trẻ con, thế nhưng mà cách tư duy nếu như mà chúng ta khuyến khích thì sẽ khám phá được rất là nhiều điều mới mẻ. Và chúng ta có thể thấy là tư duy độc lập và khả năng phản biện là những cái năng lực rất là cần thiết cho trẻ, cần phải phát triển. Vậy thầy có thể là chúng ta phải có những cái lời khuyên làm thế nào để mà chúng phụ huynh có thể khuyến khích và các bậc giáo viên có thể khuyến khích hơn nữa để các em phát triển về cái năng lực này. Và rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy, và hy vọng là thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe hơn nữa để có thể tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục nước nhà. Cảm ơn các bạn. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, có thể nói là giáo dục không chỉ đơn thuần là việc cho đi và trao lại những cái thông tin và những cái kiến thức. Ngày nay thì năng lực tư duy độc lập cũng như là khả năng phản biện, cũng như là cái khả năng mà các em để có thể tự do tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc là điều rất cần thiết để có thể giúp các em hình thành và phát triển. Hy vọng là câu chuyện về một đề toán đầu cù, đuôi thuyền trưởng và những gợi ý mở vừa rồi của nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực có thể là một gợi mở giúp quý vị có thể nhận thức nhiều hơn cũng như là nâng cao hơn về cái khả năng giáo dục con trẻ của mình. Xin được cảm ơn, và bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với trường quay S14 với hai biên tập viên để có thể cùng bắt đầu với chương trình Cuộc Sống 24 giờ tiếp theo ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Linh Đan và nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực. Thưa quý vị và các bạn, đồng quan điểm với tác giả của đề toán này thì nhiều chuyên gia uy tín trong ngành giáo dục như là Phó Giáo sư Văn Như Cương và Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất đã cho rằng đối với toán học thì những bài toán như vậy không phải là hiếm gặp và cũng không phải là quá sức đối với các học sinh tiểu học. Và ở đây chúng ta nên nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng là tác giả chỉ muốn rèn luyện kỹ năng tư duy và phản biện của học sinh. Từ những vụ việc nghiêm trọng vừa qua như là bảo mẫu hành hạ trẻ em, rồi là trẻ vị thành niên bị bạo hành, bị lạm dụng sức lao động, thậm chí là bị xâm hại mà gia đình không hề hay biết, người ta có thể thấy một thực trạng chung đau lòng, đó là rất nhiều trẻ dù lớn dù nhỏ đều không được dạy ý thức phải phản biện và phản vệ trước những tình huống bất ngờ của cuộc sống.
Vâng, có thể nói đã đến lúc chúng ta phải lắng nghe trẻ em nói, và không chỉ đơn thuần là lắng nghe trẻ em nói, và hãy dạy cho họ cách để có thể tự bảo vệ chính mình. Đó chính là thông điệp mà câu chuyện buổi sáng muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.